Khánh Duy xin mến chào quý vị khán giả đang nghe chuyện trên kênh YouTube Audio Kiếm Hiệp thân mến. Mời quý vị và các bạn chúng ta cùng tiếp tục đến với tập 306 của bộ truyện Tiên Hiệp Giải Tập Nhân Đạo Chí Tôn, tác giả Thạch Trư, qua giọng đọc thể hiện MC Khánh Duy. Trước khi nghe chuyện, các bạn hãy bớt chút thời gian nhấp like, share và comment cảm xúc của mình sau khi nghe xong chuyện. Các bạn cũng có thể donate, ủng hộ, động viên cho Khánh Duy bằng các hình thức được ghi dưới phần mô tả. Mọi sự ủng hộ quan tâm của quý vị, Khánh Duy xin chân thành cảm ơn. Và bây giờ, để không mất thời gian, mời quý vị và các bạn chúng ta cùng tiếp tục lắng nghe, theo dõi những diễn biến tiếp theo của câu chuyện ngay sau đây. Tiếp theo phần trước lại nói, lúc bây giờ Trung Nhạc lặng lặng nhìn Táng Linh Thần Vương, bộ dạng của hắn vô cùng ngoan ngoãn, không có nửa phần kiệt ngạo. Táng Linh Thần Vương cơ hồ đã sắp chết, trong thời gian hơn 10 năm đứng ở nơi này. Hắn mặc dù cũng không xúc động những phong cấm khác của tổ đình, nhưng hai đạo phong cấm lúc trước hắn đã xúc động kia vẫn còn tác dụng ở trên người của hắn. Hơn 10 năm luyện hóa này suýt chút nữa khiến cho hắn dầu hết đèn tắt. Sợ rằng chỉ không bao lâu nữa hắn sẽ bị đám quái phong kia thổi cho thân tử đạo tiêu. Một lúc sau, Trung Nhạc đột nhiên mỉm cười nói: "Khế ước hỗn độn." Khóe mắt Táng Linh Thần Vương nhảy loạn, thanh âm khàn khàn nói: "Nhất định phải là khế ước hỗn độn sao? Khế ước thiên đạo hoặc khế ước hư không không được sao?" "Khế ước thiên đạo và khế ước hư không, ngay cả ta cũng có thể làm trái được. Đối với thần vương đẳng cấp như ngươi, quả thật không có chút lực uy hiếp nào cả." Trung Nhạc nhàn nhạt nói: "Đối với ngươi và ta, khế ước bậc này thật sự là quá thấp rồi. Chỉ có khế ước hỗn độn mới có thể khiến cho ta yên tâm được thôi." Hắn vươn tay ra nhẹ nhàng rạch một cái, Táng Linh Thần Vương nhất thời như chút được gánh nặng, cảm giác được luồng gió không ngừng thổi loạn trong bí cảnh nguyên thần của chính mình rút cuộc cũng tiêu tán. Hắn dù sao cũng là thần vương viễn cổ, đã không còn phong cấm áp chế, pháp lực đại đạo lập tức bắt đầu khôi phục. Trung Nhạc lặng lặng chờ đợi hắn khôi phục vài phần thực lực, khẽ ho khan một tiếng. Táng Linh Thần Vương vạn phần không cam tâm, thế nhưng cũng không thể làm gì. Mặc dù Trung Nhạc đang đứng trước mặt của hắn, nhưng hắn cũng không có 10 phần nắm chắc có thể đánh chết hoặc là bắt giữ Trung Nhạc. Trung Nhạc đã một lần cấp cho hắn cơ hội sống sót, nếu hắn bỏ qua cơ hội này, vậy lần sau chính là tử vong chân chính. "Được, ta định ra khế ước hỗn độn với ngươi." Táng Linh Thần Vương cắn răng, đột nhiên vận khởi pháp lực, chỉ thấy sâu bên trong không gian tràn ra một luồng khí hỗn độn phiêu đáng giữa hai người, dần dần hình thành một hình dạng như một cái viên bàn. Táng Linh Thần Vương vươn tay ra, lòng bàn tay ấn lên trên cái viên bàn do khí hỗn độn hình thành trước mắt kia, phát thệ: "Hôm nay ta phát thệ với hỗn độn sẽ vĩnh viễn hiệu chung với ngươi, với người trước mặt ta đây, đời này kiếp này tuyệt không phản bội. Nếu vi phạm lời thề, hỗn độn sẽ tru diệt ta." Trước mặt hắn, Trung Nhạc cũng điểm ra một ngón tay, điểm lên trung tâm hỗn độn bàn kia. Lòng bàn tay của Táng Linh Thần Vương có chút đau nhức, bị đầu ngón tay của hắn xuyên thủng, xuất hiện một cái lỗ nhỏ, bên trong có tiên thiên thần huyết chảy ra, hội tụ lên trên vài cái viên bàn kia. Hỗn độn viên bàn hấp thu tiên thiên thần huyết, nhất thời xuất hiện biến hóa kỳ diệu, hình thành một đám ký hiệu cổ quái thất thường, dần dần sáng lên. Pang! Hỗn độn viên bàn kia xuyên qua cánh tay của Táng Linh Thần Vương, in vào trong lồng ngực của hắn. Táng Linh Thần Vương vội vàng xé mở xiêm y, cúi đầu nhìn lại, chỉ thấy trên lồng ngực chính mình có thêm một hình xăm, một cái hỗn độn viên bàn, bên trong có lạc ấn phù văn hỗn độn. "Không cần làm trái khế ước hỗn độn, cái khế ước này từ lúc ký kết đã bắt đầu có hiệu lực rồi." Trung Nhạc dặn dò nói: "Nếu ngươi làm trái với khế ước sẽ bị đồng hóa thành khí hỗn độn. Mặc cho ngươi là thần vương thái cổ, mặc cho ngươi có tu vi thông thiên triệt địa cũng sẽ bị hóa đi, không còn tồn tại." Khóe mắt của Táng Linh Thần Vương nhảy lên, trong lòng vẫn có mấy phần không cam tâm, nhưng đã ký kết khế ước hỗn độn, hắn cũng không thể làm gì. "Đi theo ta." Trung Nhạc quay người rời đi. Táng Linh Thần Vương chỉ đành kiên trì đi theo hắn, im lặng không nói lời nào. "Nhân tộc muốn chân chính hưng vượng lên, nhất định phải giải khai phong ấn huyết mạch. Mà muốn giải khai phong ấn huyết mạch, liền nhất định phải đối mặt với Hắc Đế." Trung Nhạc thật sâu nhíu mày. Mặc dù hắn đã giải phong tổ đình để cho tổ đình tái hiện thế gian, nhưng hắn vẫn không thể khiến cho càng nhiều người giải khai phong ấn huyết mạch của bản thân. Giải khai phong ấn huyết mạch của Phục Khi Thị thật sự là quá gian nan. Hồn phách nhất định phải quay trở lại 10 vạn năm trước gặp Hắc Đế, quá mức hung hiểm. Hắn hiện tại căn bản không có năng lực
để ứng phó Hắc Đế 10 vạn năm trước. Nhân tộc là căn cơ của tinh vực Tổ Đình, bất quá cũng là công địch của vũ trụ. Hắn xây dựng căn cứ địa của nhân tộc trong vũ trụ cổ lão, tự nhiên là dẫn tới rất nhiều chỉ trích. Chỉ cần cho nhân tộc thêm thời gian 1.000 năm bình ổn phát triển, nhân tộc sản sinh ra một tôn nhân đế sẽ có thể tranh hùng với các tộc thiên hạ, tỏ rõ cho dù nhân tộc không giải khai huyết mạch Phục Hy cũng vẫn có thể đứng sừng sững trên thế gian này. Nhưng nhân tộc cần phải đối mặt cũng không phải là các tộc thiên hạ, mà là thần vương thái cổ, mà là thiên, mà là tôn đạo thần cao cao tại thượng kia. Đây nhất định là một con đường vô cùng gian khổ. Hắn đang cẩn thận kinh doanh Tổ Đình, nơi này là căn cơ của hắn, cũng là căn bản của hắn. Lúc này đột nhiên trong Tổ Đình, ngàn vạn hào quang ảo xuất hiện, đại đạo thiên địa ầm ầm ba động. Trung Nhạc vội vàng nhìn về phía địa phương ngàn vạn hào quang rơi xuống kia, trong lòng không khỏi đại hỉ. Hai lão nhân rèn sắt thành đế rồi sao? Đây chính là dấu hiệu thành đế, địa phương hào quang rơi xuống chính là địa phương bế quan của Huyền Kỳ Nhị Lão. Huyền Kỳ Nhị Lão bế quan đã lâu, hiện tại rốt cuộc đã thành đế. Trong Tổ Đình ta có thêm hai vị đại đế trấn thủ, cộng thêm Táng Linh Thần Vương, cuối cùng cũng không phải là một quả trứng gà ngoài cứng trong mềm rồi. Trong lòng Trung Nhạc vô cùng vui vẻ, bay nhanh về phía địa phương bế quan của Huyền Kỳ Nhị Lão. Huyền Kỳ Nhị Lão chính là hai vị đại đế luyện bảo nhập đạo. Có hai vị tồn tại đế cấp này, tướng lĩnh các lộ đại quân trong Tổ Đình cũng có thể khiến cho thần binh của chính mình tăng lên một cấp bậc, trở nên càng cường hãn và tinh diệu hơn. Càng quan trọng hơn chính là 30 kiện bảo vật thiên đạo cũng có thể mượn tay bọn họ mà luyện thành. Đây mới là điểm khiến cho hắn kích động nhất. Bên ngoài cung điện, nơi Huyền Kỳ Nhị Lão bế quan kia, hào quang dâng trào vạn trượng, biến thành hình thái một đám bảo vật đợi như lâu, đỉnh, tháp, chuông, đao, kiếm, búa, châm, câu, xoa, ấn tỳ, lại có hình thái các loại thần ma, các loại mãnh thú như long xà, kỳ lân, sư tử. Trung Nhạc đứng bên ngoài cung điện lặng lặng chờ đợi, lại có đám người Phù Lê, Phù Kỳ Chi, Âm Phiền Huyên, Tương Tả Vũ, Âm Phụ Khang nhao nhao tới xem lễ. Trong đó Tương Tả Vũ chính là kẻ thống trị Thiên Thú Viên, trong trận chiến Thiên Đình đầu tiên đã bị Trung Nhạc hàng phục. Về sau Thiên Đình bị công phá, Thiên Thú Viên cũng tan thành mây khói, chỉ còn lại có chi Thiên Yêu Thị Tử Vi Tương Tả Vũ này. Thân phận hắn trong sạch, vốn là thần tử của Đế Minh Thiên Đế, về sau bị Trung Nhạc hàng phục, trên lỗ mũi đeo khuyên mũi do Huyền Kỳ Nhị Lão luyện chế, bởi vậy chỉ hàng phục Trung Nhạc, không hàng phục Mục Tiên Thiên. Dù sao khuyên mũi cũng là do Huyền Kỳ Nhị Lão luyện chế, mà Huyền Kỳ Nhị Lão không hàng phục Mục Tiên Thiên, cho nên dẫn tới hắn cũng không thể hàng phục Mục Tiên Thiên được. Lần này Trung Nhạc đại lĩnh hơn 2.000 vạn thần ma đi tới vũ trụ cổ lão để đặt chân, trong đó liền có hắn và tứ tượng quân của hắn. Thần ma trong tứ tượng quân của hắn đều là thiên thú thiên yêu cấu thành. Đám người lặng lặng chờ đợi, một lúc lâu sau dị tượng dần dần bình ổn lại. Huyền Kỳ Nhị Đế đi ra khỏi cung điện, đám người lại nhao nhao chúc mừng, tán dương đế cảnh thần diệu, đạo âm chấn động triệt để trời cao. Huyền Kỳ Nhị Đế thành đế không phải tầm thường. Tồn tại đế cấp hiện tại dù sao vẫn là rất thưa thớt, nhưng hiện tại trong Tổ Đình thoáng cái đã có thêm hai vị, khiến cho đám người đều được khích lệ thật lớn. Càng huống chi Huyền Kỳ Nhị Đế lại là luyện bảo nhập đạo cực kỳ hiếm thấy, bọn họ muốn luyện bảo nhập đạo thành đế lại càng hiếm thấy hơn nữa. Ánh mắt mọi người nhìn về phía hai lão giả này, quả thật giống như đang nhìn hai tòa đại bảo khố sống vậy. Chư thần tán dương ca ngợi một phen, cuối cùng cũng bình ổn lại. Huyền Kỳ Nhị Đế vội vàng hành lễ với đám người Trung Nhạc. Dịch Quân, Nguyên Quân, các vị sư huynh, hai vị đã trở thành tồn tại đế cấp rồi, đều là sư huynh của chúng ta. Đám người nhao nhao vui cười một phen, rồi lại năn nỉ Huyền Kỳ Nhị Đế giúp bọn họ chế tạo các loại thần binh lợi khí. Huyền Kỳ Nhị Đế nhất thời không khỏi đau đầu, thế nhưng nể mặt mũi của đám người nhất nhất đáp ứng tất cả. Hai lão giả nhìn về phía Táng Linh Thần Vương, trong lòng không khỏi giật mình, vội vàng không người thi lễ với Táng Linh Thần Vương. Đạo huynh. Táng Linh Thần Vương hừ lạnh một tiếng, ngạo nghễ nói: "Không cần đa lễ, sinh linh hậu thiên thành đế có chút hiếm thấy, nhưng sau khi chết đi cũng chỉ là một đống xương khô, cũng không đáng vui mừng bao nhiêu." Lúc này, đám người mới chú ý tới Táng Linh Thần Vương, trong lòng nghi hoặc. Đây không phải là tên gia hóa lẻ loi chơi chói đứng ở nơi đấy không chút cử động, một lần đứng chính là 10 năm, trên dưới toàn thân vẫn luôn chảy máu kia hay sao? Sao Huyền Kỳ Nhị Đế lại lễ kính với hắn như vậy? Nếu Táng Linh Thần Vương biết được suy nghĩ của mọi người, nhất định sẽ phát điên. Bất quá, hắn quả thật có chỗ để tự ngạo. Hắn chính là Tiên Thiên Thần Vương của Luân Hồi Táng Khu, biết rõ sinh linh sau khi chết
mảnh vỡ linh hồn sẽ quay về táng khu, hết thảy đều sẽ do hắn xử lý. Hắn tự nhiên có đạo lý khinh thường sinh linh hậu thiên, cho dù là tồn tại đế cấp đi chăng nữa. Huyền Kỳ Nhị Đế sau khi thành đế lập tức bắt đầu luyện bảo. Trung Nhạc ở trong cuộc chiến đoạt đế đã cướp đoạt không biết bao nhiêu tài phú, cộng thêm trước khi tới vũ trụ của lão đã yêu cầu Mục Tiên Thiên mấy chục chiếc lâu thuyền quân dụng, bởi vậy ngược lại cũng tính là dư giả. Bảo vật của những người khác đều có thể dễ dàng luyện chế, duy chỉ có 30 kiện bảo vật thiên đạo là khó có thể luyện thành nhất, cực kỳ khó khăn. Dịch Quân, muốn chân chính luyện thành bảo vật thiên đạo Bạch Diệu Kim cũng không được. Bạch Diệu Kim căn bản là không thừa nhận nổi uy năng của thiên đạo đâu. Huyền Đế nói với Trung Nhạc, cần phải có tài liệu càng mạnh hơn nữa mới có thể thừa nhận uy năng của thiên đạo. Trung Nhạc khẽ nhíu mày, thiên bàn và thiên ấn của hắn uy lực tuy mạnh, thần diệu muôn phương, nhưng thủy chung cũng không thể đạt tới cấp bậc hoàn mỹ. Bất quá hai kiện bảo vật này bởi vì là do Bạch Diệu Kim luyện thành, uy lực và thần diệu đã tăng lên tới điểm cuối, lại tăng cao lên nữa Bạch Diệu Kim liền sẽ không chịu nổi, lập tức băng liệt. Cần tài liệu gì mới có thể thừa nhận được thiên uy đấy? Trung Nhạc hỏi. Kỳ Đế ngẫm nghĩ một chút nói, ta nghe nói trên thế gian có thần liệu trong hỗn độn cực kỳ cứng rắn, gọi là hỗn độn thần thạch, hẳn là có thể dùng để luyện chế thần binh thiên đạo thừa nhận thiên uy. Nghe nói ở chỗ của Kim Ô Thần Đế có một quả hỗn độn châu, chính là hỗn độn thần thạch chế tạo thành, không biết có thể hay không. Hỗn độn châu đã vỡ nát rồi. Trung Nhạc lắc lắc đầu nói, còn có những tài liệu khác hay không? Huyền Đế và Kỳ Đế lướt nhìn nhau một cái, lắc đầu nói, hẳn là không còn rồi. À đúng rồi, còn có một món đồ, hẳn là cũng có thể luyện chế thần binh thiên đạo. Huyền Đế hưng phấn nói, nghe nói vũ trụ chính là do năng lượng trong hỗn độn bạo tạc mà thành, thời điểm vũ trụ chưa mở, hỗn độn giống như một nồi cháo sôi vậy, quay cuồng tới lui, năng lượng kinh khủng ở trong đó gọi là vũ trụ nguyên dịch, chính là vật chất kỳ diệu trạng thái dịch. Thời điểm vũ trụ sơ khai, năng lượng bạo tạc có chút vũ trụ nguyên dịch biến thành tinh tú cổ xưa nhất, có chút vũ trụ nguyên dịch đã hóa thành cửu đại linh căn, lại có chút vũ trụ linh dịch đã hóa thành tiên thiên thánh địa, nhưng vẫn còn có chút vũ trụ nguyên dịch chưa hóa đi, vẫn như cũ bảo trì trạng thái nguyên thủy. Đây tuyệt đối là tài liệu luyện báo vô thượng kìa. Kỳ Đế cũng hưng phấn vạn phần nói, vũ trụ nguyên dịch nhất định là tồn tại, chỉ cần có lại bảo vật này thừa nhận thiên đạo là không thành vấn đề. Trung Nhạc thật sâu nhíu mày, vậy phải đi đâu tìm lại vũ trụ nguyên dịch này đây? Cái này ta cũng không biết được. Huyền Đế nói, bật quá, ta từng nghe nói qua một lời đồn, nói rằng đại toại đã từng gặp qua vũ trụ nguyên dịch. Có một đoàn vũ trụ nguyên dịch đã diễn sinh ra vô số tinh tú, hắn ở trong đám tinh tú đó tìm được một đạo tinh hà, vừa mới tử vong xong, đã lề luyện ra đồ vật gì đó gọi là tân hỏa thì phải. Trung Nhạc nhất thời ngơ ngẩn, tân hỏa sao? Tân hỏa lại có quan hệ với loại vũ trụ nguyên dịch thần diệu kia sao? Tân hỏa cũng vô cùng ngạc nhiên. Trung Nhạc vội vàng truyền âm hỏi tân hỏa, tân hỏa, người có ký ức gì về phương diện này hay không? Đại toái tìm được đạo tinh hà kia ở nơi nào vậy? Tân hỏa một trận mờ mịt, lắc lắc đầu nói, không nhớ rõ đâu, ta từ một khắc bắt đầu thiêu đốt kia nhìn thấy đầu tiên chính là đại toái, về phần vũ trụ nguyên dịch gì gì đó thì lại không rõ ràng cho lắm đâu. Tân hỏa đau khổ suy tư, hồi ức lại tình hình chính mình nhìn thấy tại một khắc sinh ra kia. À, chờ một chút nào, lúc đó hỏa quang ta chiếu rọi, quả thật là đã có vài thứ bị hỏa quang của ta chiếu rọi sáng, còn có chút đồ vật vẫn còn sống, những đồ vật vô cùng kỳ quái kìa. Bất quá khi đó ta ngây ngô đần đốn, hỏa quang chiếu rọi không xa, lúc đó ta ở trên cây đèn, đại toại cầm theo cây đèn có vài thứ muốn nhào tới, lại bị đại toại dùng ta bức lui những thứ kia, sau đó chúng ta đi ra ngoài. Hắn kêu lên, kỳ quái mà, trí nhớ rất mơ hồ, ánh đèn của ta ở nơi đó chiếu rọi cũng không được xa lắm đâu. Vậy sau đó thì sao? Trung Nhạc vội vàng hỏi, vậy sau khi các ngươi đi ra khỏi nơi đó, ngươi đã nhìn thấy được cái gì? Tân Hỏa tiếp tục vắt óc suy nghĩ, hồi tưởng lại cảnh tượng chính mình nhìn thấy lúc vừa mới xuất thế kia, hắn lên tiếng nói, là một mảnh tinh vực nào đó trong vũ trụ cổ lão thôi. Bất quá tinh tú ở nơi đấy cực kỳ cổ lão, quá cổ lão rồi. Đại toại nói có chút tinh tú đã thành tinh, còn có thể đối thoại với hắn kìa. Đám tinh tú cổ lão kia còn có một loại ngôn ngữ gọi là tinh ngữ, là công cụ giao lưu giữa bọn họ. Tinh cầu thành tinh đã có được sinh mệnh sao?
hơn nữa còn khai phá ra ngôn ngữ, có thể giao lưu với lẫn nhau hay sao? Trung Nhạc nhất thời kinh ngạc, đây là chỗ nào trong vũ trụ cổ lão? Hắn đối với vũ trụ cổ lão vẫn còn vô cùng xa lạ, đối với nơi này cũng không quá rõ ràng. Trong vũ trụ cổ lão vẫn còn có rất nhiều bí mật chưa bị hắn phát hiện. Chẳng lẽ những tinh cầu kia đã có linh hồn, đã sống lại, bọn chúng đã thành lập một cái văn minh hay sao? Nếu là như vậy, trong vũ trụ của lão hẳn là có dấu vết của những tinh cầu sinh mệnh thể này, hẳn là đã bị những người khác phát hiện ra rồi. Trong lòng Trung Nhạc khẽ động, gọi Phù Kỳ Chi tới tra hỏi một phen. Nhân tộc của Tinh Hồng Bảo thường xuyên dạo chơi trong vũ trụ, nếu có vết tích hoạt động của những tinh cầu sinh mệnh thể này, bọn họ hẳn là sẽ có tin tức. Tinh cầu sinh mệnh thể ư? Phù Kỳ Chi cũng vô cùng ngạc nhiên, lắc lắc đầu nói: ta chưa từng gặp qua bao giờ. Tinh cầu cũng có thể trở thành sinh linh hay sao? Nhân tộc của Tinh Hồng Báo du lịch nhiều nơi trong vũ trụ cổ lão, cũng chưa từng gặp qua tinh cầu sinh mệnh thể hay sao? Trung Nhạc khẽ nhíu mày, gọi Táng Linh Thần Vương tới tra hỏi một phen. Ý chí của Táng Linh Thần Vương và Táng Địa Thần Vương dung hợp với nhau, trong đó có cả ký ức của Táng Địa Thần Vương. Trí nhớ của hắn cực kỳ cổ lão, hẳn là có thể truy ngược tới thời kỳ sinh linh hậu thiên đầu tiên sinh ra. Đây chính là lịch sử vô cùng cổ lão. Tinh cầu sinh mệnh thể ư? Thần sắc của Táng Linh Thần Vương khẽ động, lên tiếng: ta đã từng gặp qua, bất quá bọn họ đã diệt tuyệt trong giai đoạn loạn lạc giữa thời đình đại hòa ký và thời đại địa kỷ kia rồi. Bọn họ được xưng là tinh tộc, đã bị một tôn thần vương thái cổ tiêu diệt rồi. Tôn thần vương thái cổ kia đã thôn phệ toàn bộ tinh tộc, dùng tinh hạch của bọn họ để luyện chế ra một kiện bảo vật cường đại. Sao chủ công lại muốn tìm tinh tộc vậy? Sao? Đã diệt tuyệt rồi sao? Trung Nhạc nhất thời ngẩn ngơ, trong lòng có chút thất vọng. Đám tinh tộc kia vậy mà đã bị diệt tuyệt trong thời kỳ động loạn. Nếu tinh tộc là một chủng tộc, vậy hắn là có lãnh địa của bọn họ. Trong lòng hắn sinh ra một tia hy vọng, lên tiếng hỏi: người có biết lãnh địa của tinh tộc ở nơi nào hay không? Lãnh địa của tinh tộc chính là ở địa phương khởi nguyên của vũ trụ, được gọi là vũ trụ khởi nguyên chi địa, cũng chính là... Táng Linh Thần Vương tới khởi một bức tinh đồ, quan sát trong chốc lát, chỉ vào một phiến tinh vực nào đó trong tinh đồ nói: chính là nơi này. Vũ trụ khởi nguyên chi địa sao? Trung Nhạc nhìn về phía địa phương kia, chỉ thấy nơi đấy là phía dưới thần thành thứ 9. Trước đây chính mình không chỉ một lần đi ngang qua nơi đấy, đứng ở thần thành thứ 9 nhìn ra ngoại giới, hết thảy mọi thứ đều trở nên vô cùng kỳ diệu. Thần thành thứ 9 phảng phất như đứng sừng sững tại điểm của vũ trụ. Hết thảy tinh tú đều xoay tròn quanh tòa thần thành này. Hơn nữa, từ thần thành thứ 9 nhìn về phía vũ trụ phảng phất như còn ở tại một khắc vừa mới sinh ra kia. Vô số tinh tú do vũ trụ nguyên dịch đại bạo tạc hình thành đang nhanh chóng bay ra xa. Đứng ở trong thần thành thứ 9, thời gian phảng phất như vĩnh hằng đình trệ tại một khắc vũ trụ sơ khai kia, thể hiện sự thần diệu của tạo hóa. Căn cứ theo tinh đồ miêu tả, phía dưới thần thành thứ 9 là một mảnh tinh vực cổ lão nhất. Thời điểm vũ trụ vừa mới mở ra chính là nhóm tinh thể đầu tiên được sinh ra. Lẽ nào nơi đó còn có vũ trụ nguyên dịch hay sao? Đại Toái đã tìm được vũ trụ nguyên dịch từ nơi đấy, dùng nó sáng tạo ra tân hỏa hay sao? Trung Nhạc đột nhiên ngẩn người, nghĩ tới Đại Tư Mệnh và tinh vực Tử Vi. Năm xưa, Đại Tư Mệnh tụ tập những thần vương thái cổ cường đại nhất lúc đó tới khởi gốc linh căn thứ 2 thế giới hoa tại thần thành thứ 9, diễn biến thành tinh vực Tử Vi. Như vậy, sợi rễ thế giới hoa hẳn là cắm rễ trong phiến tinh vực cổ lão phía dưới thần thành thứ 9 kia. Vì sao Đại Tư Mệnh và Đại Toại, hai vị tồn tại có thể xưng là đại, đều tuyển chọn phiến tinh vực này đây? Nhất định phải đi địa phương này nhìn một lần. Trung Nhạc hăng hái bừng bừng, đột nhiên tỉnh ngộ lại, nhìn về phía Táng Linh Thần Vương, lộ ra thần sắc khổ nghi hỏi: Táng Linh đạo huynh, ngươi thân là thần vương viễn cổ và thần vương thái cổ, sao lại chưa từng thăm dò qua phiến tinh vực này vậy? Cho dù ngươi chưa từng thăm dò qua, thì Táng Địa Thần Vương hẳn là cũng đã từng qua rồi. Những thần vương thái cổ khác hẳn là cũng từng đi qua nơi này rồi. Táng Linh Thần Vương tìm kiếm ký ức của Táng Địa Thần Vương, một lát sau mới lên tiếng nói: Táng Địa Thần Vương đã từng đi qua nơi đấy, phát hiện được một chút hiện tượng kỳ quái, nhưng hắn cũng không có đi vào, bởi vì nơi đó quá nguy hiểm, vì vậy đã quay trở lại. Quá nguy hiểm sao? Trung Nhạc thoáng ngẩn người. Địa phương mà ngay cả thần vương thái cổ cũng cảm thấy nguy hiểm, trong vũ trụ khởi nguyên chi địa này rốt cuộc tồn tại những thứ gì đây? Nơi đó là thế giới đạo pháp không tồn.
Trong mắt của Táng Linh Thần Vương lộ ra thần sắc sợ hãi, dùng mình một cái nói: "Đại đạo nơi đấy vẫn chưa hình thành, nhưng lại có rất nhiều sinh linh cổ quái." Trung Nhạc nghĩ muốn biết thêm càng nhiều tin tức, nhưng năm xưa Táng Địa Thần Vương chỉ mới tiến vào ngoại vi của vũ trụ khởi nguyên chi địa, đã không dám thâm nhập, nhanh chóng vòng trở lại. Hơn nữa, căn cứ theo ký ức của Táng Địa Thần Vương, đã từng có rất nhiều thần vương thái cổ đi qua nơi đấy, nhưng cũng chỉ là hoạt động ở bên ngoài, cũng không có thâm nhập sâu bên trong. Hiện tại, ba tôn thần vương thái cổ, Tiên Thiên Tà Đế, Tiên Thiên Thần Đế và Tiên Thiên Ma Đế đang thủ ở bên ngoài, ôm cây đợi thỏ, chờ đợi ta tự chu đầu vào lưới. Bởi vậy, muốn rời khỏi nơi này còn phải thông qua ám võng kìa. Trung Nhạc quyết định lưu lại phân thân ứng long của chính mình, trưởng khống tổ đình, chỉ dẫn theo Táng Linh Thần Vương cùng đi. Hắn cẩn thận an bài cho Phong Hoài Ngọc công việc tu luyện sau này, đã chuẩn bị từng cái cấm khu để cho hắn lịch luyện, lại đi quan sát một chút tình huống tu luyện của Hiên Viên. Chỉ thấy Hiên Viên đi theo Phong Huy Trung tu luyện vẫn là bị vây tại cảnh giới thiên thần. Gã thiếu niên đầu to hình thiên kia cũng đang đi theo bên cạnh Phong Hữu Trung, thỉnh thoảng lại giơ lên cây búa lớn, cười lạnh không thôi, dùng búa cứ tới cứ lui trên cổ chính mình nhằm để uy hiếp Hiên Viên. Phong Hữu Trung thấy thế, tâm niệm khẽ động, chỉ nghe phốc một tiếng, cây búa lớn của hình thiên đột nhiên phát uy, cắt cái đầu của hắn rơi xuống, nhất thời dọa cho Hiên Viên sợ hết hồn. Ngay cả hình thiên cũng bị dọa cho kinh hãi, vội vàng quăng búa, ôm lấy cái đầu của chính mình, đặt lại lên trên cổ, ảo não bỏ đi, không dám lại tới uy hiếp Hiên Viên nữa. Tên ngu ngốc này thường xuyên dùng búa cứ lên cổ chính mình, sớm muộn gì cũng sẽ bị người khác chém rơi đầu thôi. Phong Ngữ Trung lắc đầu nói với Hiên Viên: "Đối với tế, hiểu biết trước đây của ngươi đều là sai lầm cả, để ta dạy cho ngươi cái gì mới là tế chân chính." Trung Nhạc nói với Phong Hữu Trung: "Sư huynh, ta chuẩn bị xa nhà một chuyến, sự tình trong tổ đình còn muốn làm phiền sư huynh phí tâm một chút cho ta." Phong Hữu Trung gật đầu, nhìn về phía Táng Linh Thần Vương, hai mắt chợt sáng lên. Trung Nhạc lắc đầu nói: "Lần này đi xa, ta còn cần dẫn theo hắn, không thể giao cho ngươi được." Táng Linh Thần Vương đối với chuyện đi vũ trụ khởi nguyên chi địa vẫn có chút sợ hãi, vội vàng nói: "Ta nguyện ý lưu lại." Trung Nhạc trừng mắt nhìn hắn một cái, cười lạnh nói: "Lưu lại, ngươi sẽ biết cái gì gọi là sống không bằng chết kìa." "Đáng tiếc, tiên thiên thần ma trong luân hồi táng khu, đại đạo của hắn có chỗ độc đáo, đáng giá để nghiên cứu đấy." Phong Hữu Trung thở dài một tiếng, tiếp tục chỉ dạy Hiên Viên. Trung Nhạc dẫn theo Táng Linh Thần Vương đi vào đại môn ám võng, bước vào ám võng, tiến thẳng về phía thần thành thứ 9. Nửa năm sau, hai người xuất hiện tại phụ cận của thần thành thứ 9. Táng Linh Thần Vương kinh nghi bất định, quay đầu nhìn lại, nghi muốn tìm xem ám võng bằng cách nào đưa bọn họ tới nơi này được, lại cái gì cũng đều không nhìn ra được. Ám võng này chính là thông qua khu luân hồi thứ 7 còn chưa hoàn toàn sáng tạo ra để đi tới các nơi trong vũ trụ. Cho dù hắn là thần vương viễn cổ đẳng cấp này cũng không thể nhìn ra được nguyên lý ở trong đấy. Trung Nhạc tới khởi tiên dực cổ thuyền, bay về phía vũ trụ khởi nguyên chi địa, chỉ thấy tinh tú bốn phía càng lúc càng cổ lão, có chút tinh tú đã có hơn 10 ức năm lịch sử. Lại đi tới phía trước còn có thể nhìn thấy tinh tú vượt qua 100 ức năm lịch sử. Cũng không lâu lắm, bọn họ lại nhìn thấy từng bộ hài cốt tinh tú to lớn mà cổ lão còn có dấu vết chiến đấu lưu lại. "Hài cốt của tinh tộc." Táng Linh Thần Vương thấp giọng nói, "Vị tồn tại kia quả nhiên đã diệt tuyệt toàn bộ đám tinh tộc này." Trung Nhạc lướt nhìn hắn một cái hỏi, "Là hành vi của vị tồn tại nào vậy?" Táng Linh Thần Vương lắc lắc đầu nói, "Không thể nói được, ta nói sợ rằng sẽ có tai vạ tới nơi." Trong lòng Trung Nhạc chấn động, Táng Linh Thần Vương chính là ý thức của Táng Linh Thần Vương và Táng Địa Thần Vương kết hợp lại với nhau, có thể nói là một tôn thần vương do hai tôn thần vương kết hợp với nhau mà thành. Ngay cả hắn cũng không dám nói ra danh hào của vị tồn tại kia. Chẳng lẽ vị tồn tại kia là một tôn đạo thần hay sao? Bọn họ tiếp tục tiến về phía trước, chỉ thấy càng nhiều di thể tinh tộc. Đám tinh tộc này có chút đa hóa thành cự nhân, hình thể vô cùng khổng lồ. Có chút thậm chí còn dùng thái dương vì trái tim thôn phệ những tinh thể khác. Có thể tưởng tượng thân thể đám tinh tộc này khổng lồ tới mức nào. Đột nhiên bọn họ nhìn thấy một đạo tinh hà tử vong, đó là thân thể một tôn tinh tộc khổng lồ, khó có thể tưởng tượng, sau khi tử vong biến thành. Đạo tinh hà này đã ảm đạm vô quang, không còn bất kỳ năng lượng ba động nào. Hiển nhiên là đã bị vị tồn tại khủng bố kia đánh chết, hút đi năng lượng của hắn, luyện chế thành bảo vật. Lại tiến về phía trước, bọn họ đã nhìn thấy càng nhiều di thể tinh tộc tương tự. Đám tinh tố cổ xưa nhất này đã hợp thành những tinh tộc vô cùng khổng lồ.
khiến cho Trung Nhạc chật chật lấy làm kỳ lạ, cảm khái tạo hóa thần kỳ. Đáng tiếc đám tinh tộc này cũng đều đã tử vong, thậm chí có chút tinh tộc vẫn còn ở trong những quả trứng kích thước cỡ một quả tinh cầu, đã bị người ta giết chết, thai chết trong trứng, không thể sinh ra. Chúng ta sắp sửa tới nơi rồi. Thanh âm của Táng Linh Thần Vương có chút run rẩy, hiển nhiên là bị ký ức của Táng Địa Thần Vương hù dọa nói. Phía trước chính là địa phương kia, người có cảm giác được sự đáng sợ của đạo pháp không tổn hay không? Đong! Đột nhiên, một cơn chấn động khó hiểu truyền tới, giống như tiếng trống vậy. Trung Nhạc có một loại cảm giác giận cả tóc gáy, da đầu nhất thời tê dại. Đại đạo trong cơ thể đột nhiên trầm tịch xuống, đạo pháp thần thông nhất thời bị áp chế. Trừ thiên vô đạo! Hắn thất thanh nói, Táng Linh Thần Vương run giọng nói. Hiện tại ngươi đã biết vì sao ta sợ chưa? Nếu ngươi đi vào, loại áp chế đó là ngươi không cách nào tưởng tượng. Hơn nữa, bên trong còn có vật sống kìa. Trung Nhạc khẽ nhíu mày, nhìn về phía trước. Thi thể của tinh tộc khắp nơi trên mặt đất, hôn ám không rõ. Trong mơ hồ tựa hồ, có bóng dáng gì đó đang di động. Lẽ nào, chư thiên vô đạo chính là khởi nguyên từ nơi này hay sao? Sắc mặt của hắn cũng âm tình bất định, đột nhiên tỉnh ngộ lại. Nơi này không chỉ có vũ trụ nguyên dịch, hơn nữa còn có một tòa tiên thiên thánh địa, sản sinh ra một tôn tiên thiên thần vương. Hẳn là khởi nguyên của tôn tiên thiên thần vương đã khai sáng ra chư thiên vô đạo kia. Trong lòng của hắn sinh ra sợ hãi, không dám tiến vào. Nhưng đúng lúc này, sâu bên trong vũ trụ đột nhiên đại phóng quang mang. Trong mơ hồ, chỉ thấy một cây cổ thụ nguy nga lưu quang thải sắc, gào thét rơi xuống trong bóng tối kia. Là sinh mệnh cổ thụ, là đại tư mãnh. Trung Nhạc thoáng ngẩn người, mặc dù cây cổ thụ nguy nga kia dùng tốc độ cực nhanh xuyên qua tầng tầng không gian, nhưng quả thật là sinh mệnh cổ thụ của đại tư mệnh, không thể nghi ngờ. Sinh mệnh cổ thụ nhanh chóng xuyên toa nơi này, rơi xuống, đại biểu cho đại tư mệnh cũng đã rơi vào trong vũ trụ khởi nguyên chi địa. Đại tư mệnh có bỏ rơi được đám người hắc đế, bạch đế nguyên nha thần vương hay không đây? Còn có kiện mộ cổ kia đang ở đâu đây? Trung Nhạc thu liễm lại khí tức, Táng Linh Thần Vương cũng tự thu liễm lại khí tức. Hai người vừa mới thu liễm khí tức, liền nhìn thấy hỏa quang vô biên ba động, một cây ngô đồng thụ thiêu đốt đại hỏa hừng hực cũng rơi về phía địa phương hôn ám kia. Cây ngô đồng thụ vừa mới bay qua, lại thấy một con quạ đen thật lớn vỗ cánh bay tới, trên lưng con quạ đen chở theo một tôn thần vương toàn thân lông lá. Trong lúc bất chợt, nguyên nha thần vương oa oa quái khiếu, vô lực vỗ cánh, cả hai nhất tề rơi xuống khởi nguyên chi địa. Con nguyên nha kia đang rơi xuống giữa không trung, đột nhiên thét dài một tiếng, mạnh mẽ chống đỡ cỗ chấn động kỳ dị kia, rồi lại tự vỗ cánh bay lên. Tiếp theo, Trung Nhạc và Táng Linh Thần Vương nhìn thấy những đạo vết thương máu chảy đầm đìa du động trên thiên không. Đám vết thương kia không ngừng ngoạ ngoậy lao thẳng về phía khởi nguyên chi địa. Đột nhiên, một tiếng hừ nhỏ vang lên, đám vết thương kia cũng lăn lộn rơi xuống trong khởi nguyên chi địa. Một màn này phảng phất như có một đại vật khổng lồ vô hình đột nhiên đánh mất lực lượng, rơi vào trong khởi nguyên chi địa. Bất quá, đám vết thương kia rất nhanh đã không còn lăn lộn, hiển nhiên đã thích ứng được các loại chấn động kỳ dị kia của khởi nguyên chi địa. Táng Linh Thần Vương giận cả tóc gáy, thấp giọng nói: "Chủ công, ta cảm thấy chúng ta hẳn là nên rời khỏi nơi này." Ý chí của hai tôn thần vương Táng Linh và Táng Địa mặc dù đã dung hợp, nhưng hắn dù sao vẫn chưa tu luyện tới trạng thái đỉnh phong của Táng Địa Thần Vương, ở trước mặt đám thần vương thái cổ này vẫn xa xa không đủ nhìn. Thực lực hiện tại của Táng Linh Thần Vương chỉ là mạnh hơn Kim Ô Thần Đế một chút, thuộc về đẳng cấp thần vương viễn cổ, có thể cầm cờ đi trước trong đám chư đế viễn cổ, nhưng so với thần vương thái cổ vậy thì kém cỏi hơn rất nhiều. Mà trong đám tồn tại lần này truy kích đại tư mệnh, tu vi thấp nhất sợ rằng chính là Nguyên Nha Thần Vương và Diễn Hành Thần Vương, mà tu vi thực lực của hai người này cũng còn vượt qua Táng Linh Thần Vương khá nhiều. Kỳ quái, tại sao Hắc Đế và Bạch Đế cũng không xuất hiện vậy? Trung Nhạc nghi hoặc hỏi. Táng Linh Thần Vương nói: "Tốc độ của Nguyên Nha và Phượng Thiên chính là nhanh nhất rồi, mà Thiên thì có thể mượn bầu trời để mà di chuyển, tốc độ cũng cực nhanh. Về phần Hắc Đế và Bạch Đế, tốc độ của bọn họ so ra thì chậm hơn rất nhiều. Đám người Hắc Đế có khả năng đã đi lạc mất rồi, cũng không biết đại tư mệnh đã đi tới nơi này. Chủ công, nhiều tồn tại đáng sợ như vậy rơi xuống khởi nguyên chi địa, đối với chúng ta tuyệt đối không phải thời cơ tốt nhất để thăm dò khởi nguyên chi địa này." Trung Nhạc khẽ nhíu mày, Táng Linh Thần Vương nói không sai, hiện tại quả thật không phải là thời cơ tốt nhất để thăm dò khởi nguyên chi địa. Trong những tồn tại truy sát đại tư mệnh, thực lực của Thiên chính là mạnh nhất, thậm chí mơ hồ khắc chế đại đạo sinh mệnh của đại tư mệnh, không bị sinh mệnh cổ thụ ảnh hưởng. Mà đám thần vương viễn cổ bọn Nguyên Nha Thần Vương, Diễn Hành Thần Vương và Phượng Thiên Nguyên Quân đều có thủ án với Trung Nhạc,
Trung Nhạc đã cướp sạch Tiên Thiên Đạo Sơn của Nguyên Nha Thần Vương, đẩy ngã Thiên Đình của Đế Hậu, đệ tử của hắn, hơn nữa còn diệt tộc Ô Minh Thị. Bạch Nha Thần tộc và Hắc Nha Thần tộc cũng tử thương vô số trong tay Trung Nhạc ở Tiên Thiên Đạo Sơn, cái này tự nhiên chính là thâm cừu đại hận. Mà thân ngoại hóa thân của Phượng Nguyên Quân bị Trung Nhạc giết chết, mặt mũi cũng bị mất sạch. Về phần Diễn Hành Thần Vương, bởi vì hắn đã giết chết Đế Lâm Lão Mẫu, cũng bị Trung Nhạc ghi hận ở trong lòng. Nếu như Trung Nhạc cũng tiến vào Khởi Nguyên Chi Địa, chỉ sợ sẽ có hung hiểm cực lớn. Bất quá cũng có địa phương có lợi, đó chính là Đại Tư Mệnh cũng ở nơi này. Đại Tư Mệnh tiến vào nơi này hẳn là có nguyên nhân khác, cũng không phải là bị đám người Nguyên Nha Thần Vương, Phượng Thiên Nguyên Quân, Diễn Hành Thần Vương và Thiên bước vào nơi này. Hơn nữa, thân là minh hữu, Đại Tư Mệnh vẫn luôn vô cùng chiếu cố Trung Nhạc, hẳn là sẽ không ngồi yên nhìn hắn gặp phải hung hiểm. Cẩu Phú Quý trong nguy hiểm tự mình tiến vào nơi này, dù sao cũng không bằng có thần vương thế cổ dò đường. Trung Nhạc cắn răng tiếp tục tiến về phía trước, trầm giọng nói: Táng Linh đạo huynh, đi theo ta một chuyến đi. Da đầu của Táng Linh Thần Vương tê dại, chỉ đành đi theo hắn tiến vào Khởi Nguyên Chi Địa. Hắn lên tiếng nói: Người không cảm thấy kỳ quái sao? Đám gia hỏa này truy sát Đại Tư Mệnh. Vù. Hai người đột nhiên cảm giác được một cỗ áp lực to lớn đánh tới, áp chế toàn bộ tu vi đại đạo của hai người, khiến cho thân hình của cả hai người nhất thời không thể khống chế, rơi thẳng về phía Khởi Nguyên Chi Địa kia. Trong bối cảnh đạo nhất của Trung Nhạc, Thánh Địa Tiên Thiên Bất Quái nhất thời đại phóng quang mang, đại đạo một lần nữa khôi phục lại sức sống. Nhưng đúng lúc này, trong Khởi Nguyên Chi Địa truyền tới một cỗ chấn động khó hiểu, Thánh Địa Tiên Thiên Bất Quái của hắn cũng nhất thời mất đi tác dụng, không thể thôi động pháp lực. Uy năng của Chư Thiên Vô Đạo này so với ta tưởng tượng còn mạnh hơn nhiều. Sắc mặt Trung Nhạc khẽ biến, đột nhiên thôi động Chư Thiên Vô Đạo, áo choàng sau lưng tung bay phần phật, một tay hư hư ấn xuống một cái ở phía dưới, triệt tiêu ba cỗ ba động đang vọt tới kia. Lập tức cảm giác được đại đạo trong cơ thể chính mình lại khôi phục vận chuyển, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Trong lòng Táng Linh Thần Vương chấn động, thấp thanh nói: Người biết môn thần thông kia sao? Hiểu sơ ra lông mà thôi. Cặp mắt của Trung Nhạc khẽ nhau lại, chụp lấy Táng Linh Thần Vương, nhìn về phía Khởi Nguyên Chi Địa nói: Ta học được Chư Thiên Vô Đạo từ chỗ của Ngục Chủ Thiên Ngục. Ngục Chủ Thiên Ngục biết Chư Thiên Vô Đạo, vậy Thiên cũng sẽ biết Khởi Nguyên Chi Địa này áp chế không được Thiên. Thân hình hai người rơi xuống Khởi Nguyên Chi Địa kia, chỉ thấy bên cạnh chính mình không ngừng có một cái rồi lại một cái vũ trụ vi hình lướt qua, đẹp mắt nhiều màu, khiến cho người ta không khỏi chật chật lấy làm kỳ lạ. Bất quá đám vũ trụ vi hình này rất nhỏ, chỉ có kích thước cỡ cái sọt, phảng phất như một khối cầu vậy, vô thanh vô tức cuộn trào, hiện ra quang mang đủ loại màu sắc. Hai người tinh tế quan sát, chỉ thấy bên trong đám vũ trụ vi hình kia có ước ngàn vạn tinh tú, chỉ là bé nhỏ phi thường, cho dù bọn họ dùng Tiên Thiên Thần Nhãn đi nhìn cũng rất khó nhìn thấy rõ ràng. Thật kỳ diệu. Trung Nhạc vươn một ngón tay ra nhẹ nhàng chạm vào một cái vũ trụ vi hình. Cái vũ trụ vi hình kia phảng phất như một cái bọt biển nổ tung, sau đó vũ trụ đổ sụp hủy diệt không còn một mảnh. Mà trong vô số tinh cầu nhỏ bé của vũ trụ vi hình kia còn có vô số sinh linh càng thêm nhỏ bé sinh hoạt, bị một cái đâm này của hắn thoáng cái toàn bộ diệt tuyệt. Trung Nhạc cảm thụ được vô số oán niệm của đám sinh mệnh rất nhỏ này, nghĩ tới vô số sinh linh bởi vì một đầu ngón tay của chính mình mà chết, cũng không khỏi dùng mình một cái, vội vàng cẩn thận thận tránh né đám vũ trụ rất nhỏ này. Táng Linh Thần Vương thì lại không chút cố kỵ, trực tiếp cầm lên một cái tiểu vũ trụ nhỏ bé cho vào trong miệng nếm thử vị đạo. Vô số sinh linh trong cái vũ trụ nhỏ bé kia nhất thời trải qua một màn kinh khủng nhất, không ngừng thét lên chói tai, phóng chạy bất tỉnh. Táng Linh Thần Vương răng rắc mới ngụm nuốt vào, lắc lắc đầu nói: Không có bất cứ vị đạo gì cả, bất quá đám sinh mệnh nhỏ bé này thật ra là oán niệm 10 phần, đồng thời đang nguyền rủa ta đấy. Nơi này thật ra thích hợp để tu luyện một chút công pháp kỳ quái, ví dụ như tiêu diệt mấy cái vũ trụ vi hình, lợi dụng oán niệm để tu luyện chú linh thể chẳng hạn. Cặp mắt Trung Nhạc tiến tới sát một cái vũ trụ vi hình, tinh tế quan sát. Đám sinh linh nhỏ bé trong vũ trụ kia thét lên chế tai bỏ chạy, sợ hãi tới cực điểm. Nhìn thấy trên bầu trời xuất hiện một con mắt khổng lồ, quả thật cực kỳ khủng bố. Đối với đám sinh mệnh rất nhỏ này, chúng ta chính là diệt thế ma thần. Trung Nhạc buông tha cho cái vũ trụ vi hình kia, đảo mắt quan sát bốn phía, chỉ thấy những vũ trụ vi hình như vậy nhiều đếm không xuể, không ngừng từ trong Khởi Nguyên Chi Địa sinh ra, sau đó vỡ nát đổ sụp. Trong thời gian thật ngắn đã đi tới điểm cuối sinh mệnh của một cái vũ trụ, toàn bộ sinh mệnh ở trong đấy đều tan thành mây khói. Quan sát lịch trình sinh diệt của đám vũ trụ vi hình này
có lẽ sẽ có đại cảm ngộ, tìm hiểu ra một chút đạo lý chí cao. Sắc mặt Trung Nhạc khẽ động, nghĩ tới có lẽ ở trên cảnh giới đạo thần còn có cảnh giới càng cao hơn tồn tại, có thể nhảy ra khỏi đại khủng bố của vũ trụ sinh diệt. Đương nhiên, hắn cũng chỉ là suy nghĩ một chút mà thôi. Đối với hắn hiện tại, đạo thần đã là đỉnh phong cao nhất không thể với tới rồi. Hai người nhanh chóng đáp xuống, chỉ thấy vũ trụ khởi nguyên chi địa từ xa nhìn lại là một cái khe nứt lớn. Một cái khe nứt lớn do vô số tinh tú cổ xưa cấu thành. Không gian và thời gian ở nơi này đều không tồn tại, khiến cho Trung Nhạc cảm giác vô cùng khó chịu. Bí cảnh không gian và bí cảnh trụ quang của hắn ở nơi này không có bất cứ tác dụng nào. Bọn họ đáp xuống trong cái khe lớn kia, ngẩng đầu lên nhìn, bốn phía là một mảnh hỗn độn mênh mang. Vũ trụ phảng phất như còn ở trong trạng thái còn chưa mở ra vậy. Cái này chính là phi thường cổ quái. Vũ trụ rõ ràng đã được sáng tạo ra, mà từ trong khởi nguyên chi địa nhìn ra ngoài vẫn như cũ là một mảnh hỗn độn mênh mang. Mơ hồ có thể thấy được có sinh vật đang du động trong hỗn độn. Nếu vũ trụ không có không gian, không có thời gian, có lẽ chính là bộ dạng này. Táng Linh Thần Vương lẩm bẩm nói, nơi này phảng phất như là một thế giới hỗn độn vậy, hỗn ám không rõ ràng, từng luồng khí hỗn độn trôi tới trôi lui. Bất quá, ngoại trừ đám sinh vật hỗn độn ở xa xôi ra, còn có một vài sinh mệnh cổ quái khác dạo chơi ở nơi này. Đám sinh mệnh cổ quái này phảng phất như không có hình thể, khí hỗn độn đã hợp thành thân thể của bọn họ, khí tụ khí tán, giống như khói mù vậy. Khói mù khi thì mọc ra bóng dáng hình thái lợi chảo, khi thì biến thành sinh mệnh có cái miệng to như chậu máu, khiến cho hai người cảm thấy vô cùng đáng sợ, vô cùng hung hiểm. Đây rốt cuộc là vật gì đấy? Sắc mặt Táng Linh Thần Vương khẩn trương, nhìn thấy một cỗ sinh mệnh hình thù khói mù chợt lao thẳng về phía chính mình, vội vàng vươn tay ra đón đỡ. Chỉ nghe xoẹt một tiếng, cánh tay của hắn nhất thời bị đứt đoạn, phần tay gãy rơi xuống, biến thành một luồng khí hỗn độn, bị sinh vật kỳ quái kia thôn phệ, biến mất không thấy đâu nữa. Tay của ta! Táng Linh Thần Vương kêu thảm một tiếng. Hắn thân là thần vương viễn cổ, mặc dù đã bị áp chế một thân đạo hạnh, nhưng nhục thân vẫn như cũ cường đại không gì sánh được, thậm chí ngay cả móng vuốt của sinh mệnh cổ quái kia cũng không đỡ nổi. Trung Nhạc vội vàng lấy ra một cây đèn đồng rỉ sét cũ nát ra, khẩn trương nói: "Tân hóa." Một đốm lửa nhỏ xuất hiện trên cây đèn đồng, âm mưu thiêu đốt địa phương, ánh đèn chiếu rọi tới, chỉ thấy đám sinh mệnh hình thái khói mù kia vừa gặp phải quang mang liền phát ra âm thanh xèo xèo, vội vàng chạy trốn rời xa khỏi hai người. Đột nhiên vô số sinh mệnh khói mù hội tụ lại, biến thành một mảnh vân khí tập kích về phía hai người. Trung Nhạc cầm cây đèn đồng chiếu rọi về phía trước, mảnh vân khí kia vừa gặp được ánh đèn lập tức tách ra, địa phương bị ánh đèn chiếu tới phát ra thanh âm sột soạt. Táng Linh Thần Vương nấp ở sau lưng Trung Nhạc, cái tay cụt vẫn còn máu chảy đầm đìa. Hắn thân là thần vương thiên địa sinh ra, nghĩ muốn chữa trị cánh tay cũng không đơn giản như vậy, cần phải trở lại trong thánh địa đã sinh ra mình, dùng đại đạo trong thánh địa để mà chữa trị, tốn hao thời gian cực kỳ dài mới có thể mọc ra cánh tay mới. Trung Nhạc cầm theo cây đèn đồng tiến về phía trước, ánh đèn chiếu sáng không tính là quá xa, tân hỏa trên tim đèn chập chờn bất định, hỗn độn nơi này rất khó dậy sáng. "Tân hóa, người có nhớ là người sinh ra ở đâu không?" Trung Nhạc hỏi. Tại địa phương tân hỏa sinh ra sợ rằng vẫn còn có không ít vũ trụ nguyên dịch. Tân hỏa tiếp tục chiếu rọi bốn phía, lên tiếng nói: "Ta làm sao biết được? À, chờ một chút, thời điểm ta mở mắt ra đã từng tới qua nơi này, ta nhớ phía trước tựa hồ có một tòa cung điện." Trung Nhạc tăng nhanh cước bộ tiến về phía trước, đột nhiên từ xa xa chợt truyền tới tiếng kêu oa oa, hẳn là thanh âm của Nguyên Nha Thần Vương. Bọn họ nhanh chóng tiến về phía trước, cũng không lâu lắm đã nhìn thấy trong hỗn độn có quang mang truyền tới, sinh mệnh cổ thụ nguyên nga sừng sững, ngô đồng thụ tràn ngập thiên hỏa. Nguyên Nha Thần Vương thì đáp xuống trên sinh mệnh cổ thụ, co đầu rụt cổ, mà Diễn Hành Thần Vương thì đang đứng trên ngô đồng thụ. Nơi này không có thời gian và không gian, bởi vậy cũng không có không trung. Thiên cũng biến thành một gã nam tử không mặt đứng ở nơi đấy. Ánh mắt đám người âm u rơi xuống trên một cỗ thi thể. Là một cỗ thi thể sao? Trong lòng Trung Nhạc nhất thời nghiêm nghị, vội vàng dừng bước lại. Chẳng lẽ Đại Tư Mệnh đã bị bọn họ đánh chết rồi sao? Ngay sau đấy, hắn liền gạt bỏ cái ý niệm này. Phượng Thiên Nguyên Quân, Diễn Hành Thần Vương, Nguyên Nha Thần Vương và Thiên đang ở phía trước. Phượng Thiên Nguyên Quân hiển nhiên đã liên thủ với Diễn Hành Thần Vương, mà Nguyên Nha Thần Vương thì lại rơi vào trên sinh mệnh cổ thụ. Dưới thân thể hắn chính là quả trứng chim của hắn. Tôn Thần Vương Thái Cổ này đang ngồi xổm trên quả trứng chim, giống như đang ấp trứng vậy, muốn ấp trứng chính mình. Diễn Hành Thần Vương hiển nhiên là không có bất kỳ lập trường nào. Hắn vốn liên thủ với Nguyên Nha Thần Vương, nhưng hiện tại Nguyên Nha Thần Vương đã đáp xuống trên sinh mệnh cổ thụ, hắn lập tức
quay sang đầu nhập Phượng Thiên Nguyên Quân. Trước mặt bọn họ là một cỗ thi thể cổ lão. Cỗ thi thể này đã mai một ở nơi này quá lâu, thân thể đã bị khí hỗn độn xâm thực trăm ngàn lỗ thủng, nhưng vẫn chưa bị hỗn độn triệt để hóa đi. Cỗ thi thể này cũng không phải là Đại Tư Mệnh, nhưng Đại Tư Mệnh lại vẫn chưa xuất hiện. Xuất hiện ở nơi này chỉ là sinh mệnh cổ thụ, cũng không có những vật khác. Điệu Hổ Ly Sơn sao? Trong lòng Trung Nhạc ầm ầm chấn động, nhất thời biết rõ ý tưởng của Đại Tư Mệnh. Đám người Thiên, Phượng Thiên Nguyên Quân, Diễn Hành Thần Vương và Nguyên Nha Thần Vương là bị sinh mệnh cổ thụ dẫn dụ tới đây, mà Đại Tư Mệnh cũng không có đi tới, mà là đang ở một địa phương khác. Hắn hẳn là đã đi đối phó với Hắc Đế, Bạch Đế hoặc là Kiện Mộ Cổ kia. Bất quá sinh mệnh cổ thụ của Đại Tư Mệnh dẫn dụ bốn vị tồn tại đáng sợ này đi tới đây, dẫn tới trước cỗ thi thể này là có nguyên nhân gì đây? Mấu chốt nhất chính là Đại Tư Mệnh không có ở nơi này, khiến cho tính mạng của hắn đã không quá bảo đảm. Đám người Nguyên Nha Thần Vương, Phượng Thiên Nguyên Quân đã sớm chú ý tới ánh đèn của Trung Nhạc, nhưng cũng không quay đầu nhìn về phía hắn, càng không có giết qua. Lực hấp dẫn của mặt màn trước mắt này đối với bọn họ đã vượt qua lực hấp dẫn của Trung Nhạc đối với bọn họ. Bọn họ đã bị một màn trước mắt này dọa sợ. Trên khuôn mặt như một tờ giấy trắng của Thiên đột nhiên nứt ra, lộ ra một con mắt hoàn toàn che khuất khuôn mặt, tựa hồ cái đầu của hắn chính là một quả nhãn cầu vậy. Quả nhãn cầu lớn này không ngừng xoay tròn, ánh mắt rơi xuống trên mặt của cỗ thi thể kia. Đây là thi thể của ai đấy? Trước ngực hắn chợt mở ra một cái miệng lớn, cất tiếng hỏi. Hắn dù sao chỉ mới sản sinh ra 10 vạn năm mà thôi, so với đám thần vương cổ lão này thì niên kỷ vẫn còn quá ngắn. Có chút thần vương thọ mệnh cơ hồ có thể đồng nguyên với vũ trụ, thọ mệnh cũng đồng dạng với vũ trụ, ví dụ như Đại Tư Mệnh. Nguyên Nha Thần Vương khẽ rụt đầu một cái, cau mày há miệng không nói lời nào, tựa hồ đã bị dọa cho kinh hãi không dám nói ra. Sắc mặt của Diễn Hành Thần Vương và Phượng Thiên Nguyên Quân cũng đều khẽ biến, không có mở miệng đáp lời. Trung Nhạc nhìn về phía Táng Linh Thần Vương bên cạnh chính mình, lộ ra thần sắc dò hỏi. Táng Linh Thần Vương vừa nhìn thấy cỗ thi thể này, sắc mặt cũng kịch biến, vội vàng thúc giục nói: "Chủ công, chúng ta tốt nhất nhanh một chút rời khỏi nơi này, đi càng xa càng tốt, một khắc cũng không được dừng lại." Trung Nhạc lắc đầu, mục đích chuyến đi này của hắn là vì tìm kiếm vũ trụ nguyên dịch. Loại vũ trụ nguyên dịch này cực kỳ thần kỳ, có thể diễn biến thành vũ trụ hồng hoang, có thể diễn biến thành kiểu đại linh căn, tự nhiên cũng có thể luyện chế thành thần binh trọng khí cực kỳ cường hoành. Nếu đã tới nơi này, há có thể tay không mà về đây. Chỉ là biểu tình của mấy tôn thần vương này đều có chút quỷ dị, tựa hồ kinh hãi bởi thân phận của cỗ thi thể này, lại đang sợ hãi chuyện gì vậy? Hắn là sư tôn của Hắc Đế, kẻ khai sáng chư thiên vô đạo, kẻ luyện chế mộ cổ. Khuôn mặt lông lá của Diễn Hành Thần Vương cũng có chút vặn vẹo, lẩm bẩm giống như kẻ nói mê vậy. Nhưng vị tồn tại kia sớm đã trở thành đạo thần rồi, kẻ tế khởi mộ cổ truy sát Đại Tư Mệnh cũng chính là hắn ta. Trung Nhạc nghe hắn nói thế, lông tóc không khỏi dựng đứng, giận cả tóc gáy. Sư tôn của Hắc Đế, kẻ khai sáng ra chư thiên vô đạo, thi thể của hắn đang ở trong khởi nguyên chi địa này. Vậy vị sư tôn Hắc Đế, kẻ khai sáng chư thiên vô đạo trong đạo giới kia, hắn là ai đây? Thiên cũng có chút không hiểu, ngư khí suy tư nói. Chẳng lẽ là đạo thân của vị tồn tại kia sao? Đạo thân của hắn đã bị đánh chết ở nơi này ư? Phượng Thiên Nguyên Quân bởi vì sợ hãi, thanh âm cũng có chút khàn khàn. Đây không phải là đạo thân mà là chân thân. Thiên tiểu nhi, người có nhìn ra hắn đã chết bao lâu rồi không? Cỗ thi thể này hẳn là đã chết ở nơi này hơn 200-300 vạn năm rồi. Con mắt trên mặt Thiên chợt ẩn đi, trên khuôn mặt trông rỗng như tờ giấy trắng, có thêm một đám phủ văn hình thái mây đen, dần dần hiện ra lôi điện, hiển nhiên nội tâm của hắn cũng không bình tĩnh. Đạo thần chính là khái niệm hơn 10 vạn năm trước mới xuất hiện. Hậu thổ nương nương lập luân hồi đã lột đi cấu thân thần hậu nương nương, trở thành tôn đạo thần đầu tiên trên thế gian này. Thần hậu nương nương chính là đạo thân của hậu thổ nương nương. Mãi cho tới lúc này mới có hai cái khái niệm đạo thân và đạo thần này. Các thần vương mới biết được làm cách nào tu thành cảnh giới càng cao hơn. Trước đó vốn dĩ không có khái niệm đạo thân. Nói cách khác, kẻ khai sáng chư thiên vô đạo chính là chân thân đã chết ở nơi này. Vậy vị tồn tại trong đạo giới kia chỉ sợ là một người khác. Nguyên Nha Thần Vương nhất thời lạnh run cả người, thành thành thật thật ngồi chồm hổm trên sinh mệnh cổ thụ, tựa hồ đang hết sức chuyên chú ấp trứng chính mình, hy vọng có thể nhanh chóng thoát ly sinh mệnh cổ thụ. Một màn trước mặt này thật sự là quá quỷ dị, khiến cho trong lòng của hắn có một loại dự cảm xấu. Chính mình mặc dù cũng túc trí đa mưu, 100-200 vạn năm đã định ra mưu kế cướp đoạt sinh mệnh cổ thụ, nhưng so với đám lão quái vật đáng sợ như Đại Tư Mệnh và vị tồn tại kia,
hắn vẫn cảm thấy chính mình còn quá non. Hiện tại, hắn chỉ muốn nhanh chóng ấp trứng chính mình, sớm một chút rời khỏi nơi này, cho dù là trốn vào một khóc khi ho cò cái nào đấy trong vũ trụ cũng tốt hơn so với lo lắng sợ hãi như hiện tại rất nhiều. Đại tư mãnh dùng sinh mệnh của thú dẫn dụ chúng ta tới nơi này là muốn nói cho chúng ta biết bí mật này hay sao? Trong lòng bọn họ cũng có chút nghi hoặc. Đại tư mệnh là đối thủ của bọn họ, chính là đối thủ không chết không thôi, sao lại hảo tâm nói cho bọn họ biết bí mật này đây? Hiện tại ta chỉ muốn biết vị tồn tại kia rốt cuộc là ai thôi. Diễn hành thần vương nói, năm xưa chính là hắn đã lãnh đạo chúng ta làm ra rất nhiều sự tình, hơn nữa toàn bộ đều là đại sứ. Phượng Thiên Nguyên Quân trầm mặc, Thiên cũng trầm mặc. Vì tồn tại kia đích xác là lãnh đạo bọn họ làm rất nhiều đại sự, thừa dịp đại tư mệnh chuẩn bị mở ra đạo giới, diệt trừ đại tư mệnh, lại tiêu diệt thời đại Hòa Kỷ, nhấc lên niên đại động loạn, cũng đã hủy diệt thời đại Địa Kỷ, khai sáng ra thời đại Thần Kỷ. Mà đại chiến đạo thần năm xưa hắn cũng đã đích thân tham dự. Tất cả những chuyện này đều có quan hệ cực lớn với vị tồn tại kia. Hắn lại còn là sư tôn của Hắc Đế, thế cục thiên hạ hiện tại vẫn như cũ nằm trong sự trưởng khống của hắn. Không ngờ vị tồn tại mà chúng ta đang đi theo kia lại không phải là vị tồn tại mà chúng ta tưởng tượng. Vị tồn tại chúng ta nghĩ muốn đi theo kia sớm đã bị vị tồn tại mà chúng ta đang đi theo kia giết chết rồi, mà chúng ta lại chẳng hay biết gì. Thật là một châm chọc thật lớn mà. Diễn hành thần vương đột nhiên cười lớn, trong giọng nói mang theo sự châm chọc, tự hồ là đang tự giễu hoặc là đang cười nhạo đám thần vương thái cổ đã bị mê muội giống như hắn vậy. Chẳng hay biết gì, bốn chữ này tràn ngập thâm ý. Chống là mộ cổ, bọn họ đã bị chủ nhân của mộ cổ mê muội, đều rơi vào trong tính toán của vị chủ nhân mộ cổ kia. Vị chủ nhân mộ cổ kia đã đi tới đạo giới mà bọn họ vẫn còn lưu lại ở nơi này. Nếu sinh mệnh của thụ của đại tư mệnh không chạy vào nơi đây, bọn họ căn bản cũng sẽ không nghĩ tới tiến vào nơi này kiểm tra. Dù sao khởi nguyên chi địa này quá hung hiểm, với thực lực của bọn họ, một thân một mình rất khó bảo toàn chính mình tại khởi nguyên chi địa. Cái miệng mở ra tại trước ngực của thiên kia cũng khép lại, biến mất. Tự hồ cảm thấy chuyện này liên lụy quá lớn, chính mình không thích hợp xen miệng vào. Tân Hóa, tên gia hỏa này đã giết chết chủ nhân nơi này, lại đã ám toán đại tư mệnh. Ngươi cảm thấy hắn sẽ là ai đấy? Ngươi đã từng tới nơi này, có nhìn thấy qua một màn này hay không? Ngư khí của Trung Nhạc hăng hái bừng bừng, tay cầm cây đèn lồng cùng với Tân Hỏa hưng phấn nghị luận tới lui. Hắn thảo luận tên gia hỏa đã giết chết chính chủ rồi tự thay vào đó có thể là ai, đại toại có thể phát hiện ra cỗ thi thể này hay không, lại thảo luận vì sao đại tư mệnh lại dẫn dụ bọn họ tới nơi này, có phải đại tư mệnh đã phát hiện ra manh mối cố ý khiến cho đám thần vương tâm phiền ý loạn này hay không. Đại tư mệnh vẫn luôn nói tôn thần vương mà chính mình tín nhiệm nhất đã phản bội hắn. Có lẽ tôn thần vương kia cũng không có phản bội hắn ta, mà là bị vị tồn tại này tu hú chiếm tổ chức chòe, giết chết tôn thần vương kia, ngụy trang thành bộ dạng của hắn ta đánh lén đại tư mệnh. Ánh mắt của Trung Nhạc chớp động, hưng phấn nói, ồn nào cái gì, lại ầm ĩ nữa, lão tử chưa chết các ngươi. Khuôn mặt diễn hành thần vương dữ tợn quát lớn, chủ nhân mộ cố có khi nào sẽ giết người diệt khẩu hay không đấy? Tân Hỏa đối với lời nói của diễn hành thần vương căn bản mắt điếc tai ngơ, đột nhiên hưng phấn nói, hắn đã bị chúng ta phát hiện ra bí mật lớn nhất của chính mình, khẳng định không cách nào nhẫn nại được đâu. Đám lừa nhỏ này càng lúc càng hưng phấn, không ngừng chạy loạn trên tim đèn, kêu lên, hắn nhất định sẽ tới giết chúng ta diệt khẩu, hắn là trong đạo giới, nhất định là vẫn còn đạo thân lưu lại tại hạ giới này. Đám người diễn hành thần vương, Phượng Thiên Nguyên Quân và Nguyên Nha Thần Vương có một loại cảm giác không ổn, chỉ thấy đốm lửa nhỏ này đối với chuyện giết người diệt khẩu có chút thương phấn quá mức. Tự hồ vị tồn tại kia giết người diệt khẩu sẽ không tiêu diệt hắn vậy, tiếp tục lớn giọng nói, đạo thân của hắn hẳn là vẫn còn sống, thay mặt hắn hành tẩu tại hạ giới này. Cố đạo thân này nhất định có mai danh ẩn tích rồi, không để cho người khác phát hiện ra chân diện mục của hắn ta, các người sẽ không biết kẻ nào mới là đạo thân của hắn. Hơn nữa hắn vì đối phó với đại tư mệnh còn đưa cả mộ cổ của chính mình xuống hạ giới kìa. Đạo thân của hắn nhận được bảo vật đạo thần của hắn, cộng thêm cái địa phương quỷ dị khởi nguyên chi địa này. Ta cảm thấy nếu ta là hắn, ta sẽ liền thừa dịp chúng ta đều đang ở trong khởi nguyên chi địa, lập tức thôi động mộ cổ thống hạ sát thủ với chúng ta. Thùng! Đột nhiên một tiếng trống trầm muộn từ ngoại giới chuyển tới. Đám thần vương và thiên nhất tề ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy một kiện mộ cổ đang nhanh chóng rơi xuống, rơi vào trong khởi nguyên chi địa.
Trên kiện mộ cổ kia thình lình có bóng dáng của một tôn thần ma, hình dáng vô cùng to lớn. Ngươi, cái đồ miệng quạ đen! Nguyên Nha Thần Vương phẫn nộ quát mắng Tân Hỏa. Ngươi mới là đồ miệng quạ đen! Đốm lửa nhỏ trợn mắt nhìn ngược lại hắn. Thùng thùng! Vị tồn tại trong bóng ảnh kia oanh kích một quyền lên trên mộ cổ. Cái trống này chính là chí bảo đạo thần, phát ra thanh âm thùng thùng chấn động. Tiếng trống vừa mới vang lên, chỉ thấy vô số tiểu vũ trụ của khởi nguyên chi địa đều bị hủy diệt trong tiếng trống. Khởi nguyên chi địa giống như cái khe lớn, không ngừng ầm ầm nổ vang, chấn cho hai chân đám người đứng không vững. Quả nhiên là tới giết người diệt khẩu thật. Trung Nhạc thôi động trụ quang luân đang muốn quay trở lại thời gian quá khứ, lại phát hiện trụ quang luân vậy mà không thể sử dụng. Thân hình chỉ đành lui nhanh về phía sau. Táng Linh, mau bảo hộ ta! Bản thân Táng Linh Thần Vương cũng khó bảo toàn, chỉ có thể ôm theo Trung Nhạc nhanh chóng lui về phía sau. Nhưng đúng lúc này, màn trời từ từ dâng lên, hình thể của Thiên càng lúc càng lớn, cũng thôi động một kiện mộ cổ nghênh đón đạo bóng ảnh kia. Cùng lúc đấy, Phượng Thiên Nguyên Quân tế khởi Ngô Đồng Thụ. Ngô Đồng Thụ càng lúc càng lớn, phá đất chui lên. Nhục thân Diễn Hành Thần Vương cao lớn quảng đại đứng trên Ngô Đồng Thụ, tay cầm một cây cự trụ đâm thẳng về phía kiện mộ cổ đang rơi xuống kia. Trên sinh mệnh cổ thụ, Nguyên Nha Thần Vương co đầu rụt cổ, nghi muốn giấu đầu vào trong đám lông vũ của chính mình, mà sinh mệnh cổ thụ thì lại đại phóng nguyên năng đánh về phía kiện mộ cổ kia. Lão quả đen, rụt đầu chính là chết kìa, nếu như muốn sống hãy lấy ra đảm đương đi. Phượng Thiên Nguyên Quân há miệng quát lớn. Nguyên Nha Thần Vương bất đắc dĩ từ trên cây đứng lên, cặp cánh làm đao chém thẳng về phía kiện mộ cổ kia. Toàn bộ khởi nguyên chi địa ầm ầm chấn động, biến thành một thế giới đạo pháp không tồn, khiến cho uy năng của mộ cổ kịch liệt được đề thăng. Dưới công kích của từng tôn cường giả khủng bố, tòa tiên thiên thánh địa này phảng phất như một lần nữa trải qua quá trình vũ trụ sơ khai, từ trong hỗn độn vậy phát ra một trận bạo tạc kinh thiên động địa. Diễn Hành Thần Vương há miệng thổ huyết, cự trụ trong tay rắc một tiếng gãy đôi, mộ cổ của Thiên vỡ nát, lại có 30 bức thiên đạo đồ bay ra, biến thành 30 kiện dị bảo, tạo ra một mảnh thiên khung chuẩn bị mạnh mẽ nghênh đón mộ cổ. Nhưng đúng lúc này, vết thương cũ của hắn bạo phát, trên dưới toàn thân xuất hiện từng đạo vết thương. Đó là đạo thương mà Phục Môn Đạo Tôn đã lưu lại cho hắn, cho tới tận bây giờ vẫn chưa khỏi hẳn. 30 bức thiên đạo đồ va chạm thẳng với mộ cổ, vết thương trên thân thể Thiên một lần nữa bị xé rách ra. Phượng Thiên Nguyên Quân kinh hô một tiếng, thiên hỏa thiêu đốt xung quanh Ngô Đồng Thụ soạt một tiếng dập tắt. Tiếp theo không biết bao nhiêu lá cây khô vàng điêu linh, hoa ngô đồng lả tả rơi xuống, Ngô Đồng Thụ nhất thời biến thành một cây khô. Cặp cánh của Nguyên Nha Thần Vương vừa mới chạm vào mộ cổ, toàn bộ đám lông vũ liền nổ tung, biến thành hai cái cánh thịt trụ lủi. Sau đó, toàn bộ lông vũ trên toàn thân hắn chóc ra, biến thành một con quạ đen không lông trần truồng đứng trên sinh mệnh cổ thụ. Cây sinh mệnh cổ thụ kia mạnh mẽ đón đỡ mộ cổ cũng bị chấn cho ngã rạp xuống. Rất nhiều cường giả toàn bộ đều không địch lại một kiện mộ cổ. Trong khoảnh khắc kiện mộ cổ kia đè xuống, trong lòng tồn tại trong bóng ảnh đứng trên mộ cổ kia đột nhiên cả kinh. Sau lưng hắn chợt xuất hiện một gã cự nhân thật lớn, nhẹ nhàng đánh một chưởng lên hậu tâm của hắn. Dầm! Huyết nhục toàn thân hắn nhất thời giống như nước chảy vậy, từ trên thân thể chảy xuống. Chỉ trong chớp mắt, vị tồn tại trong bóng ảnh kia đã chỉ còn lại một bộ xương khô đứng trên mộ cổ. Đại Tư Mệnh từ sau lưng hắn đánh tới, một kích đã đắc thủ. Kính thưa quý vị khán giả thân mến, tập 306 của chúng ta tạm thời kết thúc tại đây. Chúc quý vị nghe chuyện vui vẻ. Xin chào và gặp lại.